Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Phẩm Thí Chủ Diệu Nghiêm. Thứ nhất, tập 31. Chủ giảng: Pháp Sư Tịnh Không. Chuyển ngữ: Hạnh Chương. Biên tập: Bình Minh. Thời gian: ngày 26 tháng 7 năm 1998. Địa điểm: Phật Giáo Cư Sĩ Lâm, Singapore. Xin mở kinh ra. Trang 16, hàng thứ hai, kinh văn. Tu Di Hoa Quang chấp Kim Cang Thần. Đây là vị thứ ba trong chúng thần Kim Cang, xếp vào vị thứ ba. Đây là Bồ Tát nhìn thấy thân quang của Phật, ánh sáng có thể che phủ tất cả, cho nên hình dung nó như tu di. Trí tuệ, thần thông, oai đức của Phật giống như biển lớn, giống như núi cao, như hoa nở rộ vậy. Cho nên danh hiệu gọi là Tu Di Hoa Quang Chấp Kim Cang Thần. Chúng ta đọc câu danh hiệu này phải biết học theo. Hoa tượng trưng nhân hạnh của Bồ Tát. Trong kinh này chính là thập nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền, thập ba la mật của Bồ Tát Văn Thù. Đây là biểu thị cương lĩnh chung của hạnh Bồ Tát. Quang là trí tuệ. Nếu không có trí tuệ sẽ rất phiền phức. Đừng nói là tu công tích đức, rất khó. Tu phước báo nhân thiên cũng không dễ dàng. Cho nên phước đức phải là người có phước mới tu được. Người không có phước muốn tu một chút phước cũng không dễ. Đây là sự thật mà trong kinh điển Đại Tiểu Thừa Đức Phật thường khai thị cho chúng ta. Vì sao nói không có trí tuệ tức không thể tu phước? Ở trước nói với chư vị về phước điền.
Người có trí tuệ có thể phân biệt, có thể nhận thức phước điền là gì. Trong phước điền phải trong phước, họ mới có thể đạt được phước báo. Nếu trồng sai phước điền, nhìn thì giống phước điền, thật ra phước điền này nhất định không thể sanh phước. Nếu trồng phước điền ở đây là sai, đặc biệt là vào thời đại này. Thời đại này trong Kinh Lăng Nghiêm nói rất hay: tà sư thuyết pháp như cát sông Hằng. Trong Kinh Lăng Nghiêm sau cùng có một quyển rưỡi kinh văn khá dài, nói rõ với chúng ta về 50 loại ấm ma. Điều này rất rõ ràng, cụ thể. Những điều này nếu chúng ta quan sát, tiếp xúc một cách lơ là, cho đó là phước điện, cho đó là Phật pháp. Đâu biết rằng do ma biến hiện. Trong thời đại này, yêu ma quỷ quái mạo xưng Phật Bồ Tát, cũng mặc cà sa, cũng giảng kinh thuyết pháp, thành lập đạo tràng. Đó không phải là đạo tràng của Phật. Trong đó tuy thờ tượng Phật Bồ Tát, nhưng Phật Bồ Tát không ở đó. Nếu ta trồng phước ở đó là sai. Cho nên nhất định phải có trí tuệ để quan sát có như pháp hay không. Thật ra tiêu chuẩn như pháp hay không không khó. Hiểu sơ kinh luận là biết ngay. Trước tiên, đạo tràng này họ tu học pháp môn gì? Quý vị quan sát tường tận, học phong là gì? Đạo phong là gì? Điều này rất quan trọng. Nếu đạo tràng của thiên thai, nhất định tu học ba bộ pháp hoa lượng. Đây là môn học chủ yếu của họ. Họ có phong học độc đáo riêng. Họ tu hành nhất định là tu học chỉ quán. Chỉ quán thuộc về thiền định. Người sơ học, học tiểu chỉ quán. Người thâm nhập, học ma ha chỉ quán. Đến sau cùng họ cũng niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Đại sư Trí Giả cũng niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Nhất định có học phong, có đạo phong của họ. Nếu treo bảng là đạo tràng thiên thai, trong đó không có giảng kinh thuyết pháp, không có dạy học thảo luận, không có tinh tấn tu hành, đạo tràng này có vấn đề. Cho thấy tu phước không phải là chuyện dễ. Nhất định phải có trí tuệ. Quan tượng trưng cho trí tuệ, hoa tượng trưng cho tu hành. Trí tuệ tu hành của mình giống như tu di vậy, thật cao, thật nổi trội.
Trong đức hiệu Thần Kim Cang dạy chúng ta những vấn đề này, chúng ta không thể không biết. Không phải nói đọc lướt qua danh hiệu là xong, không được. Cần phải chắp tay cung kính đọc danh hiệu này. Niệm mà không hiểu nghĩa, chỉ là khẩu thiện mà thôi, không đạt được lợi ích chân thật. Muốn đạt được lợi ích chân thật, cổ đức dạy nhất định phải tùy văn nhập quán, tùy theo từng câu từng chữ trong kinh văn để khế nhập cảnh giới của họ. Như vậy mới được lợi ích. Danh hiệu của họ cảnh tỉnh cho chúng ta phải có trí tuệ tu hành chân thật. Cao hiển như Bồ Tát vậy, lấy ý nghĩa này. Thứ tư, thanh tịnh dân âm chấp Kim Cang Thần. Trong danh hiệu thanh tịnh dân âm, tức là trong kinh điển Đại Thừa thường nói Phật dùng nhất âm mà thuyết pháp, chúng sanh tùy loại đều được giải thoát. Nhất âm là âm thanh viên mãn, ở đây gọi là thanh tịnh dân âm. Nhất âm là âm thanh viên mãn, nhất âm là âm thanh thanh tịnh. Đây là điều chúng ta cần phải học tập. Chữ dân này trong kinh Phật dùng nhiều nhất, dùng rộng nhất. Nó có ý nghĩa biểu pháp, ý nghĩa tương đồng với chữ diệu. Dân biểu trưng cho chữ diệu, có nhiều ý nghĩa, nhưng quan trọng nhất là hiển thị phi hữu phi vô. Dân không thể nói nó có, cũng không thể nói nó không. Nói nó không, chúng ta thấy từng đám mây. Nếu nói là có, sao bây giờ chúng ta ngồi máy bay bay ngang qua mây mà không có chướng ngại? Nó như sương mù vậy, nó tượng trưng phi hữu phi vô, không thể nói có, cũng không thể nói không. Cũng tượng trưng tánh có thể không, dụng có tánh không, biểu trưng ý này. Về sự khiến ta tinh tận nỗ lực tu hành, về tâm tuyệt đối không hề có chấp trước, rất là thanh tịnh. Trong câu này hiển thị ra thuyết pháp, nó có âm, âm là thuyết pháp. Chư Phật Bồ Tát xuất hiện ở thế gian, đặc biệt là tại thế gian này của chúng ta, thế giới ta bà. Trong hội Lăng Nghiêm, Bồ Tát Giang Thù chọn viên thông cho chúng ta, thực tế chính là chọn pháp môn tu cho chúng sanh ở thế gian này. Pháp môn nào thích hợp cho chúng ta tu học, khế hợp căn cơ chúng ta? Bồ Tát Giang Thù chọn là pháp môn nhĩ căn của Bồ Tát Quan Thế Âm. Thử phương chân giáo thể thanh tịnh tại âm văn, nói rõ căn tánh của chúng sanh thế giới ta bà
sáu căn thì căn nào sắc bén nhất? Nhĩ căn sắc bén nhất. Phật Bồ Tát muốn độ tất cả chúng sanh ở đây thì phải dùng âm thanh để làm Phật sự. Chúng sanh nhĩ căn sắc bén, hiện tướng cho họ thấy, họ thấy rất không rõ ràng, không minh bạch. Nhưng nói cho họ nghe, họ nghe rất rõ ràng, rất minh bạch. Khai ngộ từ nghe chiếm đại đa số, rất ít người khai ngộ từ sắc tướng. Không thể nói không có, có nhưng là thiểu số. Tuyệt đại đa số chúng ta phải nói từ số nhiều, đa số là nhĩ căn sắc bén. Chúng ta thấy trong kinh Thế Tôn dạy rằng người của nước Hương Tích thì căn sắc bén. Lưỡi nếm vị, nhĩ căn của họ không sắc bén. Quý vị nói pháp họ nghe không hiểu, rất khó khăn. Thị hiện sắc tướng cho họ thấy, họ cũng không hiểu, rất khó khăn. Đức Phật ở đó hoằng pháp lợi sanh, ngày ngày mời mọi người ăn cơm. Khi vừa ăn họ liền khai ngộ, rất di diệu. Căn tánh chúng sanh khắp mười phương không hoàn toàn tương đồng. Ở thế giới này nhĩ căn sắc bén nhất. Vì thị Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thị hiện giảng kinh thuyết pháp suốt 49 năm. Ở Trung Quốc, Khổng Phu Tử thị hiện dạy học cũng là dùng âm thanh làm Phật sự, không có gì khác. Đương thời Thế Tôn dạy học không có sách, không có sách giáo khoa, cũng không có giảng nghĩa. Đương thời Khổng Lão Phu Tử dạy học cũng không có sách giáo khoa, cũng không có giảng nghĩa. Hầu như hoàn toàn tương đồng. Đa phần là học trò đưa ra vấn đề, thầy cùng trò nghiên cứu, thảo luận, giải đáp cho họ. Sau khi Thế Tôn diệt độ, hàng đệ tử của Ngài thông qua ký ức của họ, mọi người cùng nhau mở đại hội kết tập kinh tạng, chính là báo cáo viết ra, ghi chép lại những gì mình nhớ, lưu truyền như vậy và được mệnh danh là kinh điển. Như kinh điển này Phật chưa từng xem, ghi chép này đáng tin chăng? Khi ghi chép rất cẩn thận, do tôn giả A Nan là người có ký ức tốt nhất đứng ra chủ trì buổi kết tập kinh tạng. Thông qua phúc giảng của Ngài, thông qua 500 vị A La Hán ấn chứng làm chứng minh cho Ngài, chứng minh Ngài nói không sai. Đây là đúng như lời Đức Thế Tôn đương thời nói, lúc đó mới ghi chép lại. Khổng Tử còn có một vài trước tác, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không có trước tác. Sách Luận Ngữ mà hiện nay chứ gì đều quen thuộc. Luận Ngữ không phải do Khổng Tử trước tác, là học trò Khổng Tử sau khi ông qua đời, cũng giống như nhà Phật kết tập kinh tạng vậy. Chư vị đồng học cùng nhau đem những giáo huấn hàng ngày của thầy, tùy theo ký ức của mỗi người mà ghi chép lại.
biên tập thành sách, gọi là luận ngữ, ghi chép lại ngôn hành giáo huấn một đời của Khổng Tử. Cho nên đều là dùng âm thanh làm Phật sự. Mãi cho đến thời đại chúng ta hiện nay, chúng ta bây giờ vẫn là nhĩ căn sắc bén hơn nhãn căn. Trong âm thanh, quan trọng nhất là âm thanh thanh tịnh. Âm thanh thanh tịnh từ đâu mà có? Từ tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh, nói pháp sẽ thanh tịnh. Tâm không thanh tịnh, ngôn ngữ sẽ không thanh tịnh. Vì sao vậy? Có lo lắng đắn đo, không dám nói thẳng, sợ đắc tội với người khác. Chẳng hạn ở đây chúng ta mở đạo tràng, đặc biệt là đạo tràng thời hiện đại, không giống như ngày xưa. Đạo tràng ngày xưa không dựa vào người khác, có thể độc lập về mặt kinh tế. Đa phần họ đều có nương, đều có ruộng đất. Cho nên nông phu thuê núi rừng ruộng đất trồng trọt, mỗi năm nhận tiền thuê, nhận một số lúa gạo lương thực đủ để nuôi sống đạo tràng này. Vì thế kinh tế của họ không đến nỗi khó khăn, họ có thể tự duy trì, không dựa vào tín đồ. Nhà Phật thường nói pháp luân dị chuyển, thực luân tiên. Pháp luân chưa chuyển, cuộc sống cần phải duy trì. Nếu không duy trì được cuộc sống, thuyết pháp là cả vấn đề. Làm gì còn tâm tư để thuyết pháp? Làm gì còn tâm tư để tu hành? Đây gọi là bần cùng học đạo là khó. Ngày không đủ ba bữa cơm, quý vị nói họ đến học đạo, họ không có tâm tình này, nhất định có thể duy trì cuộc sống. Khổ một chút cũng có thể trôi qua một cách bình an. Đạo tràng bây giờ đã khác. Hiện nay tùy theo thời đại công nghiệp hóa, đạo tràng nhất định phải có tín đồ. Không có tín đồ thường đến cúng dường, đạo tràng không thể tiếp tục duy trì được. Vì thế hiện nay gặp tín đồ sao không lôi kéo được? Lôi kéo tín đồ, hy vọng quý vị thường đến, hy vọng quý vị thường cúng dường. Như vậy nói chuyện cũng phải xem sắc mặt của họ. Quý vị thấy tâm không còn thanh tịnh nữa, cho nên ngôn ngữ cũng không thanh tịnh. Đây đều là sự thật. Chỉ có người thật sự hiểu giáo lý của Phật, trong tình huống này vẫn nói được lời chân thật. Đó là gì? Nương vào Tam Bảo. Tu hành chân chánh, ai đến hộ pháp? Chư Phật Bồ Tát hộ pháp, Long Thiên Thiện Thần hộ pháp,
không dựa vào người khác, đối với người vẫn nói lời chân thật. Nếu nói lời chân thật mà đắc tội những người này, họ không đến nữa. Đương nhiên có người không đến, không phải không có, có thật. Nhưng không thiếu người thích nghe lời chân thật, họ đến. Đạo tràng này vẫn có thể duy trì, cho thấy thế gian này không phải ai cũng thích nghe lời giả dối, vẫn có người thích nghe lời chân thật. Nói cách khác, chúng ta dùng tâm thanh tịnh thuyết pháp sẽ không chết đói. Phải hiểu biết điều này. Dùng tâm thanh tịnh thuyết pháp, tu hành như lý như pháp. Nếu không duy trì được đạo tràng này, chết đói, thần hộ pháp bị xử phạt. Thần hộ pháp đầu tiên là Di Đà Bồ Tát, chẳng lẽ không bị giáng chức sao? Đây là thật, không phải giả. Vấn đề là ta có tin hay không. Thật sự tin tưởng chư Phật hộ niệm, thần hộ pháp hộ trì, quý vị không cần lo lắng gì. Bữa cơm sao chưa có, tâm mình vẫn thanh tịnh, không hề ưu tư vọng tưởng, tuyệt đối là không suy nghĩ làm sao để có bữa cơm kế tiếp, ngày mai như thế nào, không nghĩ đến những điều này. Vẫn nhất tâm chuyên niệm Phật A Di Đà. Như không có gì xảy ra, như vậy tâm mới thanh tịnh. Tâm thanh tịnh thuyết pháp, tùy loại thuyết pháp. Đáng nói pháp môn gì, liền tuyên thuyết pháp môn đó. Đây là thanh tịnh âm dân. Tuy nói pháp tam luân không tịch, dân tượng trưng tam luân không tịch. Từ trong danh hiệu thanh tịnh dân âm chấp kim can thần, chúng ta cần phải biết và học tập những điều này. Xem tiếp câu bên dưới, vị thứ năm, chư căn mỹ diệu chấp kim can thần. Căn là nói sáu căn: nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý. Đây gọi là sáu căn. Sáu căn mỹ diệu, chúng ta thường gọi là đoan chánh trang nghiêm. Đoan chánh trang nghiêm là tướng tố. Thế Tôn thị hiện 32 tướng tố, 80 vẻ đẹp. Đây là thị hiện ở thế gian chúng ta. Nếu ở thế giới Hoa Tạng, thế giới Cực Lạc, tướng hảo quang minh, nói không cùng tận. Thân có vô lượng tướng, tướng có vô lượng vẻ đẹp. Đây là tướng hảo. Tướng hảo không diệu. Diệu là gì? Diệu là có thể khiến tất cả chúng sanh nhìn thấy tướng hảo, họ liền giác ngộ.
đó là diệu. Không thể khiến chúng sanh giác ngộ, tuy tướng hảo nhưng không diệu. Giả như tướng tốt, không những không thể khiến người giác ngộ, còn khiến người mê hoặc, quả là phiền phức. Tướng đó khiến con người sanh khởi tham ái, sanh khởi dục vọng. Đây là tướng của yêu ma, không phải là tướng Phật Bồ Tát. Tướng của Phật Bồ Tát khiến người giác ngộ, tướng mạo thanh tịnh trang nghiêm, tuyệt đối không phải diêm vua. Tướng diêm vua khiến người đọa lạc. Chúng ta nhất định phải biết điều này. Chữ diệu này rất quan trọng. Sáu căn, ý căn là tâm, nói rõ thân tâm đều diệu. Diệu là thân tâm chân thành thanh tịnh, từ bi lại sung mãn trí tuệ. Đây là diệu. Vị thứ sáu, khả ái nhạo quang minh chấp kim cang thần. Khả ái, nhạo là yêu thích, ưa chuộng. Quang minh là trí tuệ. Vị kim cang thần này thị hiện khiến người hoan hỷ khi thấy đức tướng trí tuệ quang minh. Thấy tướng đó liền cảm thấy họ sung mãn trí tuệ, khiến người rất là yêu thích. Chúng ta thường nói thân tướng là diễn pháp, ngôn ngữ là thuyết pháp. Nói đến âm là thuyết pháp, nói cũng có biểu diễn, trong biểu diễn cũng có thuyết pháp. Ở trước, thanh tịnh dân âm là lấy ngôn thuyết làm chủ. Ở đây khả ái nhạo quang minh lấy thị hiện làm chủ. Từ trong danh hiệu thần kim cang, chúng ta tư duy quán tưởng tương tận. Vị thần kim cang này nhất định rất thân cận ôn hòa, khiến tất cả chúng sanh tiếp xúc với ngài đều có thể sanh tâm ái mộ, đồng thời cũng sanh tâm sợ hãi. Trong kinh nói cho chúng ta biết, chúng thần nhiều như vậy, chỉ có thần kim cang là hiện tướng trượng phu, thân người nam. Chúng thần còn lại đều là nữ thân. Thân người nữ nhiều hơn thân người nam rất nhiều. Hiện nay là thời kỳ mạt pháp,
Chúng ta thấy người nữ học Phật nhiều hơn người nam. Hèn chi trong chúng thần toàn là nữ thân. Nữ thân biểu trưng cho từ bi, biểu trưng cho sự dỗ về, biểu trưng ý này. Thân nam hiện thần kim cang, đa phần hiện thân tướng quân, rất uy vũ. Trong vị uy vũ này có hỷ duyệt, khiến người tiếp xúc tự nhiên sanh tâm kính sợ, vừa thích lại vừa sợ họ. Vị thần Kim Cang thứ bảy, Đại Thọ Lôi Âm Chấp Kim Cang Thần. Đức hiệu của vị thần Kim Cang này ý nghĩa rất sâu rộng. Thọ là kiến lập, tạo dựng, là ý này. Đại thọ, họ kiến lập sự nghiệp này không phải nhỏ, là đại sự nghiệp. Đại sự nghiệp nhất định có thể đại hóa chúng sanh. Chúng ta phải hiểu đạo lý này. Sự nghiệp lớn hàng đầu trong thế gian này là gì? Là dùng Phật Pháp cứu độ tất cả chúng sanh. Đây là sự nghiệp lớn đứng đầu thế gian. Không những cứu nhân loại trên địa cầu hiện nay, thành lập một đạo tràng như lý như pháp, ảnh hưởng của nó là tận hư không biến pháp giới. Vì thế nó được chư Phật tán thán, chư Phật hộ niệm, Long Thiên Thiện Thần ủng hộ, không phải ngẫu nhiên. Vì sao ảnh hưởng sâu rộng như vậy? Vì đó là đạo tràng điển phạm mô phạm. Kiến lập này gọi là đại thọ. Kiến lập vĩ đại, đại thọ lôi âm. Lôi âm chính là âm thanh niệm Phật. Câu Phật hiệu này chấn động hư không pháp giới. Câu Phật hiệu này cảm ứng với tất cả chư Phật khắp mười phương ba đời. Đại sư Ngẫu Ích nói rằng chư Phật thành Phật đều là niệm Phật mà thành Phật. Câu này nói rất có đạo lý. Không niệm Phật sao có thể thành Phật? Phù hợp nguyên lý tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Nhớ Phật, niệm Phật, hiện tại tương lai nhất định thấy Phật. Thấy Phật tức là thành Phật. Chúng ta niệm Bồ Tát sẽ thành Bồ Tát, niệm Thanh Văn sẽ thành Thanh Văn, niệm Duyên Giác sẽ thành Duyên Giác. Niệm gì liền hiện ra đó. Đây là đạo lý nhất định. Đại thọ lôi âm
chính là niệm Phật đường. Đương nhiên giảng đường cũng bao hàm trong đó, đều là đại thọ lôi âm. Dĩ âm thanh thuyết pháp như lôi, lôi nghĩa là thức tỉnh tất cả chúng sanh, tất cả chúng sanh mê hoặc điên đảo. Nghe đại pháp, nghe Phật hiệu, họ liền tỉnh ngộ, bừng tỉnh, gọi là lôi âm. Đặc biệt trong thời đại hiện nay của chúng ta, hiện nay thiên tai quá nhiều, làm sao cứu mình, làm sao cứu giảng xã hội, lợi ích tất cả chúng sanh. Kiến lập đạo tràng này là hoàn thành nguyện vọng của chúng ta. Thỏa mãn yêu cầu của chúng ta, cần phải có trí tuệ chân thật, ta mới có thể phân biệt nhận thức được. Người tu hành chân chánh phải đoạn ác tu thiện, phải tích công lụy đức. Đến đâu? Đến niệm Phật đường. Quả thật niệm Phật đường giúp ta đoạn ác tu thiện. Sau khi vào niệm Phật đường, không sanh khởi ác niệm, mắt nhìn thấy tượng Phật, Phật A-di-đà, tai nghe Phật hiệu, chí ngữ hoàn toàn vọng tưởng chấp trước, tạp niệm trong tâm mình, đây chính là không làm các điều ác. Tượng Phật là tướng tốt nhất trong các tướng. Danh hiệu là âm thanh viên mãn nhất trong các âm thanh. Ta thấy tướng nghe âm thanh chính là chúng thiện phụng hành. Đây chẳng phải là đoạn ác tu thiện ư? Niệm niệm tương tục chính là tích lũy công đức. Ta vào trong niệm Phật đường niệm 2 tiếng, 2 tiếng là đang tích lũy công đức. Ta niệm 1 ngày, 1 ngày đang tích lũy công đức. Nếu biết lợi ích này, ta sẽ không rời niệm Phật đường. Tôi nắm chắc cơ hội này, nỗ lực ở đây tích lũy công đức, đem công đức này hồi hướng pháp giới, hồi hướng chúng sanh, hồi hướng tịnh độ, tương lai giảng sanh nhất định là thượng thượng phẩm giảng sanh. Tôi tin một cách sâu sắc, quý vị giảng sanh là biết trước giờ chết, tương lai đứng giảng sanh, ngồi giảng sanh tự tại. Nghiệp chướng của quý vị tiêu trừ hết tại đây. Ở nơi khác sẽ rất khó, ở đây dễ. Đây là đại thọ lôi âm. Vị thứ 8, sư tử dương quang minh chấp kim cang thần. Sư tử dương là ví dụ, quang minh là trí tuệ bát nhã. Hữu huệ
có trí tuệ nhất định có phước. Thật sự có phước, người đó nhất định cũng có tuệ. Ngạn ngữ thường nói phước chỉ tâm linh, đây là nói người có phước. Người thật sự có phước đức lớn, tâm họ rất linh, đây là họ có trí tuệ. Cho nên phước và tuệ thường đi với nhau. Nếu nói phước báo của họ rất lớn nhưng không có trí tuệ, phước báo đó không phải chân thật. Không phải chân thật gọi là phước gì? Họ thật sự có phước, Phật pháp gọi là si phước. Ngu si, có phước, phước báo của họ ngu si. Họ không phải phước báo của trí tuệ. Phước báo ngu si nhanh chóng hưởng tận, khi hưởng tận họ hết phước. Người có suy phước cũng làm rất nhiều việc tốt. Những việc tốt đó đều là phước hữu lậu. Hơn nữa phước báo đều không viên mãn. Vì sao không viên mãn? Vì dùng tâm hữu lậu để tu, tương lai khi đang hưởng phước cũng có rất nhiều điều không như ý liên tiếp xảy ra. Chúng ta thường nói quý vị có phúc khí tốt, có phước khí tốt. Câu này nói rất có học vấn, rất có triết học. Đây chính là điều không viên mãn trong phước báo. Viên mãn, phước này không gọi là phúc khí, gọi là phước đức. Phước đức và phúc khí khác nhau. Bây giờ chúng ta thấy rất nhiều người có phước báo, quả thật họ rất có phúc khí. Phước đức rất ít thấy. Người có phúc khí chúng ta nhìn thấy rất nhiều, thường nhìn thấy. Chỉ khác một chữ nhưng liên quan nhân quả rất lớn. Chúng ta nhất định phải hiểu. Nói về vị sư tử Dương Quang Minh này, sư tử là ví vua của trăm loài thú. Trong kinh điển thường lấy sư tử ví với Đức Phật. Phật thuyết pháp như sư tử hùng. Ở đây cũng có ý này, nhưng không nhất định chỉ Phật. Nghĩa là trong tất cả các đoàn thể, bất luận là đoàn thể lớn nhỏ, đoàn thể lớn như một quốc gia, đoàn thể nhỏ như một công ty hàng hiệu, cho đến một gia đình, người lãnh đạo trong đoàn thể đều có thể dùng vua sư tử để làm ví dụ. Người này có trí tuệ sâu, có phước báo lớn. Phước và trí đều rất nổi trội, như vua sư tử trong các loài thú hiển thị ra thái độ vô úy. Lấy ý này, chúng ta học tập phải chú trọng tu phước tu tuệ. Chỉ có tu phước tu tuệ không được có tâm thỏa mãn,
Đức Phật thường dạy chúng ta sống biết đủ thường vui. Đối với đời sống vật chất, đời sống tinh thần, vô số hưởng thụ cần phải biết đủ. Đặc biệt là về mặt thọ dụng vật chất, biết đủ thường an vui. Chúng ta tu phước tu tuệ không được biết đủ. Trí tuệ phước đức viên mãn, nhất định phải biết phụng hiến cho hết thảy chúng sanh, để họ được hưởng thụ phước báo và trí tuệ của mình. Vậy là đúng. Xem vị tiếp theo, vị thần Kim Cang thứ 9. Mật diễm thắng mục, đức hiệu của vị thần Kim Cang này. Diễm là ngọn lửa, ý nghĩa tương đồng với quang, đều biểu trưng trí tuệ, đặc biệt là biểu trưng trí tuệ bát nhã. Mật nghĩa là thâm mật, trí tuệ vị thần này vô cùng sâu rộng. Không những phàm phu chúng ta không thể đo lường, dù nhị thừa quyền giáo Bồ Tát đối với trí tuệ phước đức sâu rộng của Ngài cũng không thể đo lường. Không thể suy đoán, đo đạt, lường tính. Trong kinh thường nói không thể nghĩ bàn. Đây là nghĩa của mật ý. Mục là đôi mắt. Bồ Tát dùng mắt từ bi nhìn tất cả chúng sanh, dùng tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm từ bi nhìn tất cả chúng sanh. Đây gọi là mắt từ bi. Ở đây gọi là thắng mục. Thắng là thù thắng. Đây là thù thắng nhất trong các con mắt. Trong Phật Pháp gọi là kiết tường mục hoặc kiết tường nhãn. Ý nghĩa này rất rõ ràng. Trong cuộc sống hàng ngày, đối với mọi người, đối với mọi sự, mọi vật, cần phải học Bồ Tát dùng mắt từ bi. Dùng tâm mật nghiêm. Nghiêm là trang nghiêm. Tâm thâm mật trang nghiêm. Mắt từ bi đối diện với đông đảo quần chúng. Đây gọi là học Phật, gọi là tu hành. Trước đây chúng ta đối diện với mọi sự vật thường có phân biệt, thường có chấp trước, thường có tốt xấu, có thương có ghét. Đây là sai lầm. Đây là tâm luân hồi,
Tâm này là vọng tưởng. Tâm phàm phu. Đối diện với hết thảy người sự vật, khởi tâm động niệm, đó chính là tạo nghiệp luân hồi. Vậy là sai lầm. Tu hành cần phải sửa đổi nó. Tu sửa bằng cách nào? Học vị thần Kim Cang này. Học thắng mục của Ngài. Mật diễm là trí tuệ chân thật. Thắng mục là từ bi chân thật. Tuyệt đối không có tự tư tự lợi. Nếu chư vị phát tâm kiến lập đạo tràng, cần phải xem có cần thiết chăng, nhân duyên thuần thục chăng. Nếu không có sự cần thiết này, nhân duyên chưa chín mùi, miễn cưỡng làm, đó là tạo nghiệp. Vì sao không tu tùy hỷ công đức, không tán thán người khác đã thành tựu đạo tràng, cần gì bản thân phải đa sự, cần gì tạo phiền phức cho mình, gây rắc rối cho mình? Đây không phải là người có trí tuệ. Cho nên chư Phật Như Lai thị hiện thật sự khiến chúng ta khâm phục ngũ thể đầu địa, cần phải học tập theo Ngài. Phật A Di Đà kiến lập đạo tràng lớn ở thế giới Tây Phương Cực Lạc, phổ độ tất cả chúng sanh bình đẳng thành Phật. Đây chính là Đại Thọ Lôi Âm đã nói ở trước, là Đại Thọ Lôi Âm viên mãn. Mười phương chư Phật Như Lai đều có trí tuệ như Phật A Di Đà, đều có phước đức như Phật A Di Đà. Vì sao họ không kiến lập thế giới Cực Lạc nơi chỗ của mình? Quý vị thử nghĩ xem vì sao. Ý này rất thâm sâu, vậy chúng ta giác ngộ. Phật A-di-đà kiến lập đạo tràng, chúng ta cổ vũ là được rồi. Cần gì tôi phải làm? Anh đã làm rồi. Tôi muốn làm nhưng anh đã làm rồi. Học trò ở chỗ tôi đời này không thể thành tựu, không thể thành Phật, lập tức đưa họ đến đó. Chư Phật Như Lai không phải không có trí tuệ, không phải là không có năng lực. Hiển thị điều gì? Tự tha không hai. Anh làm chính là tôi làm, không có gì khác. Ủng hộ anh tức là ủng hộ tôi. Ở chỗ của anh tất cả nhân duyên đều thành thuộc, tôi cần gì phải tạo thêm một chỗ khác chống đối với anh? Điều này không cần thiết. Chư Phật thị hiện là dạy chúng ta điều này. Chỉ có tu học như vậy, tâm mới được thanh tịnh, bình đẳng, giác. Kiến lập đạo tràng trong thế gian hiện nay,
Trước đây tôi giảng kinh từng nói rất nhiều lần, trên thế giới thành lập một đạo tràng là đủ. Thành lập nhiều như vậy để làm gì? Vì sao nói kiến lập một đạo tràng là đủ? Vì bây giờ giao thông phương tiện, tin tức phát triển. Bây giờ chúng ta giảng kinh ở đây, máy truyền hình trước mặt tôi phát sóng trực tiếp. Đồng tu ở tận Mỹ Quốc, họ đó xem, nghe, nghe xong gọi điện nói với tôi, rất rõ ràng. Tối hôm qua giảng kinh họ đã nghe được. Sáng sớm nay chúng tôi nói chuyện trong buổi cơm sáng, họ đều nghe được. Phát sóng trực tiếp. Quý vị còn thành lập nhiều đảo tràng làm gì? Lãng phí nhiều việc như vậy làm gì? Nhiều nhất chúng ta làm một đài chuyển phát sóng là rất tốt, không cần phải tìm rắc rối. Giao thông phương tiện từ Mỹ đến đây chỉ một ngày trời. Nghe nói hiện nay đang nghiên cứu máy bay tốc độ cao, tốc độ nhanh hơn gấp nhiều lần máy bay hiện tại. Hay nói cách khác, tương lai từ Mỹ đến Singapore mất bao nhiêu thời gian? 6 tiếng đồng hồ. Từ Mỹ bay đến Trung Quốc chỉ có 5 tiếng. Quý vị cần kiến lập đảo tràng làm gì? 4-5 thời gian bay 4-5 tiếng làm việc ngay trong ngày, có thể đi về trong ngày, rất là phương tiện. Đạo tràng ở thế gian này, tôi cảm thấy mỗi tông phái một đạo tràng là được. Chúng ta tập trung nhân lực, tài lực, vật lực lại. Đây thật sự gọi là thọ lôi âm. Ý niệm này của tôi không phải do tưởng tượng, tưởng tượng không ra được. Trước đây khi ở Mỹ Quốc, Đại học Wisconsin và Đại học Minnesota, tôi hoằng pháp ở hai nơi này. Hai trường này gọi là đại học thành. Một trường đại học chính là một thành phố. Tôi thấy như vậy, ban đầu là nghĩ đến thôn Di Đà, bây giờ nghĩ đến đại học thành. Tông phái ở chỗ nào đó, nó chính là một thành phố. Như trong tông phái của chúng ta có thể phân thành hai bộ môn. Một là đạo tràng đại chúng cùng tu, hai là đạo tràng nghiên cứu giáo lý, đồng nghĩa như là một học viện, nơi đào tạo thầy giáo, nơi tuyên dương hoằng pháp trên toàn thế giới. Đây là một cơ cấu. Chính là thôn Di Đà mà Tịnh Độ Tông nói đến. Trong này thành lập niệm Phật đường, nơi cùng tu. Người niệm Phật trên toàn thế giới đều có thể đến đây để tu tập. Bởi vì quý vị có gia đình, có công việc, có sự nghiệp, không thể thường ở đây để cùng tu. Hy vọng rằng quý vị lợi dụng kỳ nghỉ, kỳ nghỉ dài nhất trong năm, nếu có 2 tuần 3 tuần, và có kỳ nghỉ 1 tháng, đây đại khái là kỳ nghỉ dài nhất. Hoan nghênh quý vị đến đảo tràng cùng tu 1 tháng.
hoặc cùng tu 7 ngày, nửa tiếng. Hy vọng 1 năm quý vị có thể đến 1 lần. Khi nào quý vị có thể đến thường trú? Đợi khi quý vị nghỉ hưu, buông bỏ công việc, buông bỏ sự nghiệp. Vào lúc này thì quý vị có thể ở đây để tu tập, giao thông nhanh chóng thì quá phương tiện, không như ngày xưa. Ngày xưa giao thông bất tiện vô cùng, vì thế các nơi đều phải thành lập đạo tràng. Nguyên nhân là đây, để tiện lợi cho việc tu học. Đó là một phương pháp bất đắc dĩ. Hiện nay giao thông nhanh chóng, chúng ta thành lập nhiều đạo tràng như vậy là sai. Vì sao vậy? Vì nhân lực, vật lực phân tán. Phân tán rất khó có hiệu quả. Thời đại nào có cách làm của thời đại đó không giống nhau. Tinh thần không thay đổi, phương thức nhất định phải thay đổi. Chứ vậy nhất định phải hiểu đạo lý này. Bất kỳ ai thành lập đạo tràng, chúng ta đều tán thán, toàn tâm toàn lực hiệp trợ. Khi tôi mới học Phật, chưa xuất gia, ở trong am tranh với Pháp Sư Sám Dân, tối về không có việc liền suy nghĩ lung tung. Tôi nghĩ niệm Phật đường là hình tròn, bên dưới là một đóa sen lớn. Ao thất bảo ở thế giới Tây Phương Cực Lạc, hoa sen ở trong ao, niệm Phật đường cũng ở trong ao. Mỗi một đóa sen trong ao, một người một đóa sen, bên dưới là nước chảy. Phải thành lập niệm Phật đường như thế. Để tôi tìm lại bản vẽ đó của tôi vẫn còn. Lúc đó tôi chưa đến 30 tuổi, vẽ bản vẽ đó lúc 20 mấy tuổi. Cho nên thấy ở đây Đại Thọ Lôi Âm, chúng tôi thấy 4 chữ này có rất nhiều cảm xúc. Mật diễm là trí tuệ chân thật, từ bi chân thật, lợi ích tất cả chúng sanh. Đức hiệu vị thần Kim Cang sau cùng, Liên Hoa Quang Mani Kỷ Chấp Kim Cang Thần. Liên Hoa là biểu pháp, biểu trưng thanh tịnh. Trong Phật Pháp bây giờ chúng ta gọi là tiêu chí, người phương Tây gọi là mark, hoặc có người dịch là nhãn hiệu. Tiêu chí của chúng ta là Pháp Luân. Pháp Luân biểu trưng không hữu không hai, biểu trưng phi hữu phi vô, tượng trưng ý này. Hoa sen biểu trưng nhiễm tịnh không hai, nhân quả đồng thời. Hoa nở là nhân, hạt trong đài sen là quả. Trong loài thực vật thông thường, nở hoa trước kết trái sau, nhân quả không đồng thời. Chỉ có hoa sen là nhân quả đồng thời. Hoa chưa nở, trong đó đã có đài sen. Khi hoa nở, hạt sen đã lớn, cho nên biểu trưng cho nhân quả đồng thời. Lại biểu trưng trong nhân có quả, trong quả có nhân. Nó biểu trưng những điều này có rất nhiều ý nghĩa trong đó. Thật ra những ý này đều ám thị
chân tướng của nhân sinh vũ trụ vốn là như vậy. Chúng ta học tập quan trọng nhất chính là ở trong bùn mà không nhiễm mùi bùn. Quý vị xem hoa sen, rễ mọc lên từ bùn, thân ở trong nước, hoa nở trên mặt nước. Đức Phật dùng nó làm ví dụ, bùn ví như lục đạo, nước ví với tứ thánh pháp giới, thanh văn, duyên giác, Bồ Tát, Phật. Hoa nở trên mặt nước ví như nhất chân pháp giới, siêu việt mười pháp giới. Tuy siêu việt mười pháp giới rễ ở trong bùn, lại biểu thị mười pháp giới và nhất chân pháp giới là một không phải hai. Quý vị thấy ý nghĩa này viên mãn biết bao. Dùng nó để sửa đổi quan niệm sai lầm trước đây của chúng ta. Quan niệm sai lầm là hai bên không liên quan, đây là quan niệm sai lầm. Bây giờ chúng ta hiểu mười pháp giới và nhất chân pháp giới gọi là nhất thể, tương quan mật thiết. Cho nên sau khi chư Phật Bồ Tát đã thành đạo rồi, còn phải lên thuyền từ trở lại độ sanh, giúp những chúng sanh chưa giác ngộ này. Vì sao vậy? Vì là nhất thể. Đạo lý là đây, giúp chúng sanh chính là giúp mình. Giờ đây có thể biết, nếu ta làm tổn hại chúng sanh, đó chính là tổn hại mình. Tự tha không hay, tánh tướng nhất như, đây mới là chân tướng sự thật. Chân tướng này nếu không phải Đức Phật nói cho chúng ta biết, thì dù nằm mơ chúng ta cũng không nghĩ đến. Làm sao nghĩ đến những điều này? Vĩnh viễn sống trong mê hoặc. Đức Phật Đại Từ Đại Bi nói chân tướng sự thật này cho chúng ta. Thiền Tông gọi chân tướng sự thật này là bản lai diện mục, là bản lai diện mục của chúng ta. Quang trong danh hiệu, quang biểu trưng trí tuệ, mani biểu trưng tự tại, thần thông như ý. Mani là bảo châu. Trong nhà Phật nói, ta đạt được mani châu, tất cả thọ dụng có thể tùy tâm muốn gì được nấy. Mani châu biết biến hóa. Nhà Phật nói mani châu, người phương Tây gọi là thần đăng. Ta đã đạt được bảo vật này. Kế nghĩa là cao hiển. Kế là búi tóc, búi tóc lên trên đỉnh đầu. Đây là biểu trưng cho cao hiển, tương đồng với ý nghĩa mà chúng ta thường nói về tràng, đều biểu trưng cao hiển. Hợp lại, trong này có mấy nghĩa? Có hoa sen, có trí tuệ quang minh, có bảo châu như ý. Kế là một sự xuyên suốt như vậy, mọi thứ đều cao hiển. Những điều này trong kinh Đức Phật cũng thường nói chúng là những phẩm vật
y chánh trang nghiêm, y báo trang nghiêm, chánh báo trang nghiêm. Mỗi câu mỗi chữ trong này đều đáng cho chúng ta học tập. Quý vị xem trong đức hiệu, đại đa số đều có chữ quang, có chữ minh này. Đây là nhắc nhở chúng ta học Phật nhất định phải coi trọng trí tuệ. Giáo dục Phật giáo là giáo dục trí tuệ. Phật học là học vấn của trí tuệ. Chỉ có trí tuệ mới có thể phá mê khai ngộ, mới có thể đạt được lìa khổ được vui. Ma ni kế chính là được vui. Đây là tượng trưng được đại tự tại. Nhưng chúng ta cần phải biết, nếu không thật sự tu đức, chúng ta không đạt được sự trang nghiêm thù thắng này. Nhất định phải tinh tấn tu tập. Hoa sen hiển thị cho điều gì? Hiển thị buông bỏ. Nó buông bỏ bùn dơ mới có thể vươn lên cao. Nếu nó không chịu buông bỏ bùn dơ, nó sẽ không vươn cao lên được, vĩnh viễn ở trong bùn. Đây là biểu thị lục đạo. Nếu không xả bỏ lục đạo, làm sao đi tới tứ thánh pháp giới? Sau đó còn phải xả bỏ tứ thánh pháp giới mới có thể siêu diệt đến nhất chân pháp giới. Điều này hiển thị rất rõ lợi ích của sự buông bỏ. Buông bỏ đồng nghĩa với sự nâng cao cảnh giới. Ngày nay chúng ta không thể nâng cao cảnh giới, nguyên nhân gì đâu? Không buông được, giữ chặt vị trí này như đi cầu thang vậy, bước đến bậc thang này không muốn đi lên nữa. Ta buông bỏ tầng thứ nhất mới lên cao đến tầng thứ hai. Buông bỏ tầng thứ hai mới lên cao, có thể lên đến tầng thứ ba. Không buông bỏ làm sao được? Buông bỏ tất cả mọi địa vị mới viên mãn thành Phật. Công phu đều ở chỗ buông bỏ. Càng buông bỏ càng tự tại, càng buông bỏ càng được sự thù thắng trang nghiêm của Như Lai Quá Địa. Vì thế danh hiệu vị thần Kim Cang này đặt ở sau cùng rất có đạo lý. Xem kinh văn bên dưới, như thị đẳng nhi di thượng thủ, hữu Phật thế giới di trần số. Đây là lược cử nói rõ về mười vị thần Kim Cang này. Như những vị thần Kim Cang này, đẳng là đồng loại. Có bao nhiêu nhân số? Hữu Phật thế giới di trần số.
lời kết và ở trước đưa ra hoàn toàn tương ưng. Ở trước câu thứ nhất nói phục hữu Phật thế giới di trần số chấp kim căn thần, tổng kết cũng là hữu Phật thế giới di trần số. Đây là tổng kết loại này. Từ đó cho thấy sự rộng lớn của pháp hội này, hà chẳng phải tận hư không biến pháp giới ư? Khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mới thành đạo dưới cội Bồ Đề, ở trong định mở đại hội này, trong đại định cứu cánh viên mãn của Như Lai, mọi chướng ngại của thời gian và không gian đều tiêu trừ hết, đều không tồn tại. Bởi vậy cảnh giới của Ngài là tận hư không biến pháp giới. Từ đây ta có thể lãnh hội được, phải chăng thế giới hoa tàn là tận hư không biến pháp giới? Đương nhiên là như thế. Phải chăng thế giới cực lạc là tận hư không biến pháp giới? Đương nhiên cũng là như thế. Nhìn lại bản thân chúng ta, chân tâm bản tánh của ta, phải chăng cũng tận hư không biến pháp giới? Đây cũng là khẳng định, là điều đương nhiên. Chúng ta cần phải biết không gian sống của ta là tận hư không biến pháp giới, không có biên tế, vô thủy vô chung. Đây là bản lai diện mục của chúng ta. Chúng ta học Hoa Nghiêm, ngay điều này cũng không lãnh hội được, đúng là uổng công học, cũng uổng công đọc kinh này. Bây giờ đã hiểu, hiểu rồi làm sao chứng thực? Đây là bài tập mà bây giờ chúng ta cần phải làm. Cũng chính là làm sao biến lý niệm này thành cuộc sống thực tế. Điều này phải dựa vào công phu tu hành của chúng ta. Bên dưới tổng cộng có 8 câu tán thán kim cang thần. Kim cang thần về trí tuệ đức hiệu. Tán thán đức tỉnh lược rất nhiều so với Bồ Tát ở trước, nhưng so với các chúng thần ở sau thì ở đây khá tường tận. Đến các chúng thần bên dưới tán thán đức chỉ khoảng 1-2 câu, ở đây có tất cả 8 câu. Mời xem kinh văn trang 16 hàng sau cùng. Giai ư dạng tích vô lượng kiếp trung, hàng phát đại nguyện, nguyện thường thân cận cúng dường chư Phật, tùy nguyện sở hành dĩ đắc viên mãn đạo ư bỉ ngạn. Đây là tán thán đức hạnh viên mãn của họ. Câu thứ nhất là nói chung, là nói chung.
nói về đại nguyện, đại hạnh của chúng thần Kim Cang là do nguyện lực tự nhiên họ được tham dự pháp hội này. Bởi vì đại nguyện của họ là cảm ơn giáo huấn của Đức Phật, thường theo hầu bên cạnh Đức Phật đảm nhận công việc hộ pháp. Thần Kim Cang đều là thần hộ pháp của nhà Phật. Giai ư, con số của thần Kim Cang chưa gì cần ghi nhớ, là tam thiên đại thiên thế giới di trần số. Thế giới Phật là tam thiên đại thiên thế giới, số di trần rất nhiều. Điều này không thể tính kể. Có nhiều thần Kim Cang như vậy, cũng hiển thị oai đức của Thế Tôn. Ai có phước đức lớn, có nhiều hộ pháp như vậy? Thiên Dương, Đại Phạm Thiên Dương cũng không được. Ma Hê Thủ La Thiên Dương cũng không có nhiều hộ pháp hộ trì như vậy. Đức Phật có hiển thị phước đức của Phật viên mãn. Đức Phật chưa từng ra lệnh bảo họ đến hộ pháp, đều tự động đến. Trong nhà Phật không có tổ chức, không hề miễn cưỡng người khác, đều thọ ân giáo hóa của Đức Phật, tự động phát tâm đến hộ pháp. Có số lượng nhiều như vậy. Giai ư, giai tức là mỗi người đều như vậy. Ư giảng tích vô lượng kiếp trung. Ở đây nói rất viên mãn. Vô số chúng thần Kim Cang này không phải thành tựu cùng một lúc, từ vô lượng kiếp đến nay. Thế Tôn giáo hóa từ vô lượng kiếp, họ đều phát tâm đến hộ pháp. Hằng phát đại nguyện, hằng là thường phát. Phát nguyện không gián đoạn, giống như Bồ Tát Địa Tạng vậy, đời đời kiếp kiếp thường phát đại nguyện. Những người này cũng như vậy, đời đời kiếp kiếp phát nguyện hộ trì Phật pháp. Hộ Phật, hộ pháp, hộ tăng. Tăng là bao hàm tất cả những người tu hành như pháp. Tăng không nhất định là chỉ về riêng người xuất gia. Phải nắm rõ ý này, phải thấu triệt. Tăng là danh xưng của một đoàn thể. Theo thói quen, chúng ta gọi là tăng đoàn. Đoàn thể như trong xã hội hiện nay thường gọi là xã đoàn vậy. Tăng là một xã đoàn. Xã đoàn này là tấm gương tốt nhất, điển phàm tốt nhất trong các xã đoàn. Cho nên chúng ta gọi là chúng trung tôn.
Chúng là trong tất cả xã đoàn tối tôn, tối quý, đáng cho người kính trọng nhất. Vì sao vậy? Vì nó là một tăng đoàn hòa hợp, một xã đoàn. Trong xã hội này, mỗi phần tử đều tuân thủ giáo giới của Phật, tu lục hòa kinh. Trong nhà Phật thường nói từ bốn người trở lên, số lượng ít nhất là bốn người. Bốn người ở cùng nhau tu hành theo lục hòa kinh, tiểu đoàn thể của những người này gọi là tăng đoàn. Từ bốn người cho đến đại đoàn thể trên ngàn vạn vô lượng vô biên, như ở đây nói đến thế giới di trần số vậy. Đây là một đoàn thể lớn, người người đều tu lục hòa kinh. Những người này phát nguyện, nguyện thường thân cận cúng dường chư Phật, không lìa chư Phật. Phật thuyết pháp ở đâu, họ liền đến đó để hộ trì. Phật độ chúng sanh ở bất kỳ nơi nào, họ liền đến đó hộ vệ. Nói cách khác, phàm nơi nào có Phật Bồ Tát thị hiện, đều có chư vị thần hộ pháp này bảo hộ. Như trong giới kinh nói, chúng ta thọ trì tam quy y, sẽ có 36 vị thần hộ pháp ngày đêm bảo hộ, không lìa quý vị. Như những thần hộ pháp này, trong sự tưởng tượng của chúng ta, nhất định là thuộc hạ của thần Kim Cang, họ phải đến. Bây giờ chúng ta đã thọ trì tam quy, có 36 vị thần hộ pháp bảo hộ mình chăng? Chưa chắc. Vì sao chưa chắc? Vì tam quy của chúng ta không đáng tin, sợ là hữu danh vô thực. Hữu danh vô thực, những thần hộ pháp này sẽ không đến. Thật sự quy y, có thực chất quy y, không có hình thức, thần hộ pháp dẫn đến hộ trì. Do đây có thể biết, hình thức không quan trọng. Hình thức làm gì? Hình thức là biểu diễn cho mọi người thấy, khiến những người chưa quy y nhìn thấy hình thức này, phát tâm đến cầu quy y. Hình thức là để độ những người căn tánh chưa thuần thục, sắp thuần thục, giúp họ, nhắc nhở họ. Dụng ý là đây, chú trọng thực chất. Phải thật sự quay đầu, thật sự nương nhờ tam bảo, vậy mới được thần hộ pháp bảo hộ. Lại như trong giới kinh nói, như ngũ giới, mỗi lần thọ một giới sẽ có năm vị thần hộ giới, đều thuộc loại như thần Kim Cang, họ đến hộ trì ta. Nhưng thọ giới này cũng không phải hình thức, thật sự làm được. Bởi vậy trên hình thức thọ hay không không quan trọng, thật sự làm được. Bởi vậy Phật pháp chân chánh không trọng hình thức, chỉ trọng thực chất. Trước đây Đại sư Chương Gia nói với tôi như vậy. Đại sư Chương Gia dạy tôi trì giới. Ông nói trì giới, nếu ta thực hành một điều, chính là đã thọ điều này.
Trên hình thức không quan trọng, quan trọng là phải thực hành nó. Chẳng hạn như không sát sanh, đối với tất cả hữu tình chúng sanh, ý niệm sát hại đều không có, vậy là đã làm được rồi. Quý vị chưa thọ trì tam quy ngũ giới, cũng như thật sự đã thọ, đây không phải là giả, là đã thọ thật sự. Chư Phật Bồ Tát thừa nhận thọ trên mặt hình thức, mời một vị pháp sư làm chứng minh cho ta. Người thế gian vẫn còn vọng tưởng phân biệt chấp trước, nhất định phải chọn pháp sư nào đó, phải chọn một cao tăng đại đức. Ta có đạt được chăng? Không đạt được. Vì sao vậy? Vì ta có vọng tưởng phân biệt chấp trước. Ha, không nghe trong nhà Phật thường nói, sư phụ nhận vào chùa, tu hành do mỗi người. Phải hiểu được đạo lý này. Chúng ta thân cận thiện tri thức, thọ tam quy ngũ giới. Vì sao thân cận thiện tri thức? Thiện tri thức giảng giải rõ ràng minh bạch đạo lý tam quy ngũ giới cho ta. Chúng ta cần là cần điều này, không phải cần cái danh vọng thiện tri thức của họ. Oai đức của họ giống như tôi làm đệ tử họ, tôi rất quang vinh, rất đáng kiêu ngạo. Nghĩ như vậy là sai rồi, sai lầm hoàn toàn. Trong nhà Phật, thầy xuống tóc, thầy truyền giới thuộc về dẫn dắt, đưa ta vào cửa chùa. Nhà Phật không coi trọng lắm. Coi trọng điều gì? Coi trọng thầy truyền đạo. Nhà Phật thường gọi là pháp tử. Coi trọng điều này, truyền pháp. Người hướng dẫn ta, giáo huấn ta, người thầy này rất quan trọng. Người thầy này cần lựa chọn thận trọng. Đối với thầy thí độ, thầy thọ giới, thầy truyền thọ tam quy ngũ giới, chúng ta phải dùng tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tốt nhất là không chọn lựa. Ta dùng tâm chân thành phát nguyện, y giáo phụng hành, như vậy là đắc giới. Như vừa mới nói, không thọ hình thức này nhưng thực hành nó, vậy cũng là đắc giới. Đức Phật thừa nhận điều này. Đây là đạo lý chúng ta cần phải hiểu. Họ thân cận Phật A-di-đà, Đức Phật là bậc thiện tri thức hàng đầu. Người thầy tốt nhất trong thế xuất thế gian. Trí tuệ, đạo lực, thần thông đều viên mãn. Thân cận thiện tri thức như vậy, cho nên họ phát tâm thân cận cúng dường. Cùng một đạo lý, đệ tử của Phật bất luận thuộc giai cấp nào, học sinh của thánh hiền, pháp thân đại sĩ, lớp học sinh tiếp theo, quyền giáo Bồ Tát, thanh văn duyên giác, học sinh phàm phu, những người như chúng ta đây, chỉ cần thành tâm hướng đạo, không có vị thần kim cang nào không hộ trì chúng ta. Họ hộ trì Phật tức phải quan tâm đệ tử của Ngài. Chẳng hạn như ta là học trò giả của Phật, không phải học trò thật, đương nhiên họ không quan tâm quý vị, không hộ trì quý vị. Còn như ta phát tâm chân thành là đệ tử chân chánh của Phật, nhất định được thần Kim Cang hộ trì.
Trong này còn có cúng dường. Vì thế không cần lo sợ. Chúng ta không cần lúc nào cũng phải xem sắc mặt người khác mà sống. Cuộc sống đó thật khổ sở. Tất cả đều nương theo Phật, nương vào Pháp, không nương người. Thuyết Pháp như lý như Pháp, mai dũa với tất cả, thiện hữu động viên lẫn nhau, tăng tiến đạo nghiệp. Phật cúng dường chúng ta, thần hộ Pháp cúng dường chúng ta, chúng ta còn âu lo gì nữa? Trong kinh nói rất hay, đương thời Thế Tôn ra đời tại thế gian, có người thọ 100 tuổi. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni 80 tuổi viên tịch. Nói cách khác, Ngài còn 20 năm. 80 tuổi đã viên tịch. Dư phước của 20 năm có thể cúng dường cho hàng đệ tử xuất gia tu hành trong 12.000 năm của 3 thời kỳ chánh pháp, tượng pháp, mạt pháp. Cúng dường tứ sự, Đức Phật cho chúng ta dư phước này. Chúng ta tu hành như lý như pháp tuyệt đối, không cần lo lắng về đời sống vật chất, không cần quan tâm việc này. Nếu ta tin Phật, vấn đề là ta có lòng tin đối với Phật Pháp hay không, phải nhìn từ đây. Đúng là chư Phật hộ niệm, Long Thiên Thiện Thần quan tâm, còn lo lắng gì? Lợi ích này vô cùng thù thắng. Tôi được Đại sư Chương Gia dạy bảo, năm theo học với Đại sư tôi 26 tuổi. Bắt đầu học Phật, Đại sư nói với tôi phát tâm chân thành, phát tâm tu hành, phát tâm hoằng pháp lợi sanh. Cuộc đời ta đã có Phật Bồ Tát lo, từ đây về sau không cần lo lắng gì cả. Tôi nghe lời, tin lời thầy. Thầy không gạt tôi. Lúc đó tôi 26 tuổi, Đại sư Chương Gia hơn tôi 60 tuổi. Ngài không bao giờ gạt tôi. Lúc đó cuộc sống của tôi rất khó khăn. Theo học với Đại sư 3 năm, tôi chưa cúng dường thầy một đồng nào. Không có khả năng này. Cuộc sống quá khổ. Có khi chủ nhật hàng tuần đến chỗ của Đại sư, có khi gặp ăn cơm trưa, Đại sư giữ tôi ở lại ăn cơm. Tôi thường ở lại ăn cơm của thầy, đã không cúng dường còn ăn của thầy. Thầy cúng dường tôi. Đối với tôi, Đại sư không có yêu cầu gì. Mỗi một câu đều là lời chân thật, lời từ đáy lòng. Sau khi tôi nghe xong, ghi khắc mãi trong lòng.
Những tao ngộ trong đời tôi, dù thuận cảnh hay nghịch cảnh, tôi đều thản nhiên đón nhận. Vì sao vậy? Vì thầy đã nói do Phật Bồ Tát sắp đặt. Như vậy thì còn gì để nói? Phật Bồ Tát sắp đặt, nhất định Phật Bồ Tát có dụng ý của mình. Tuy gặp nghịch cảnh, sau khi qua đi là việc tốt. Đúng là sắp xếp quá hay, quá tuyệt diệu, chúng ta không tưởng tượng được. Cách sắp xếp thỏa đáng nhất. Chúng ta chú trọng hai chữ cúng dường này. Tùy nguyện sở hành dĩ đắc viên mãn, đáo ư bỉ ngạn. Ở đây nói rất rõ, thực tế những vị thần kim cang này đã chứng được quả vị của Như Lai, thị hiện thân kim cang để hộ pháp, đúng như câu nhất Phật xuất thị, thiên Phật ủng hộ. Thôi, hôm nay thời gian đã hết rồi.